Đấy. Kia nào. Xem vườn anh Nam xem nào. À đây, bây giờ mới được ngắm đây. Tại vừa nãy con này nó che mất. Bắt đầu thoát dáng rồi đấy nhỉ. Để xem con lên đá này cái đã. Khi nào được bóc đá ra anh em xem. Nhìn bông răm làm mỹ mãn nhỉ. Úi xà. Cây đang ủ đá ở dưới cả nhà. Bóng xếp rất đẹp. Phê, quá phê. Các nghệ nhân đang ép ý ép muốn thấp xuống một tí nữa cái bông ấy. Thì cây kiểu như cây quốc tế ấy nhỉ, cây tây tây. Cây này hôm nào tháo được đá là đem đi chơi anh Nam nhỉ. Đấy. Đây, cây cảm giác kiểu như hôm nay nó to hơn thế nào nhỉ. Chà. Khỏe đấy, nắng gió này, khỏe. Nù sướng không? Úi xời. Bắt đầu thấy có khung, có thoát dáng, định hướng rồi đấy. Đường hướng rõ ràng đấy. Xanh, cây xanh quê nhưng mà chất rất đẹp. Ui. Nhìn có thấy nó phấn khích không? Nhìn này, nhìn kiểu như kỳ lân này. Ấn tượng rồi. Báo cả nhà là đang thăm vườn anh Nam. Đấy, sung mà làm bóng. Sắp có khi còn mịn hơn cả xanh ấy. Nhìn này. Bóng sung này. Cái tay phóng điểm nhấn hay quá nhỉ. Cái sung này. Vòi quả thì đây. Hiện tại đang chờ cái lứa quả mới này. Rất đẹp đấy, rất lành lặn này. Gần như là một cây sung lùn tự nhiên ấy. Những cái điểm giật này thì là những cái điểm nhỏ thôi, còn cơ bản cái khung cây là cái cây lùn tự nhiên ấy. Đẹp thật. Làm bông vẩy ra rất hay. Ở đây còn một số cái quả trên bông đây. Lắc lượn xương răm mà thích không? Đẹp thật. Đấy. Quá đẹp. Nhìn cái cây sơn liễu kia, nhìn lá thích nha. Đỏ đỏ. Ôi. Ôi, này làm răm cũng đẹp. Thường chả thấy mấy khi ông nào làm được răm ổi, cái này làm được răm đẹp. Đè rất đẹp. Đấy. Cây gì cũng có thể đè được hết. Bàn tay này. Đẹp quá. Mà lá nhỏ xíu rồi. Ổi ta. Cây khỏe. Mà lá vẫn đảm bảo nhỏ. Đè được dằm rất đẹp. Dằm ổi đấy cả nhà. Hay quá. Cây ổi. Cây ổi nó đem đi chơi cũng sướng này. Phê quá. Cái hay của nó là những cái nó rất là nhiều thân nhưng mà đều là một gốc hết đấy cả nhà. Đều là một gốc chính đây này. Còn nó chạy ở đây một nhánh này. Đấy. Thế mi tải. Đổi đẹp quá. Anh em nhìn những cái cây ở đây đều được làm bông rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Còn cái cốt đẹp rồi thì không nói.
nhưng mà làm bông rất đẹp nhé, rất mịn màng gọn gàng nhé, đè bông rất hay. Đấy, cái tác phẩm ổi đẹp thật đấy, cây nào cũng rất là khỏe. Này, cái sam núi này, sam núi, sam trái luôn đấy, như dòng suối chảy này, liên mạch từ từ bông đỉnh xuống đến tận này, tán cuối cùng này, rất là liền mạch, đẹp thật. Cái xì này hay quá, xì rất hay nhá, giả. Cái này làm đá cũng được này. Đấy, cái tán này nó chạy ra theo cái phiến đá này hay quá nhỉ. Đó. Đẹp đấy, cái xì đẹp. Xì đẹp. Cây hoa giấy này, hoa giấy này, làm đá cuốn vào cả thân luôn này, nhìn rất rất là hay này, rất độc đáo luôn. Giấy tím, giấy tím và hoa, nếu mà có hoa thì nó sẽ khô luôn ở trên trên trên, khi mà nó tàn ấy nó sẽ khô luôn ở trên thân này, nó không rụng như là xác pháo hả. Cái này cũng thế, làm bông rất rất là nhanh luôn mà lại rất mịn, thế mới hay, rất nhanh đẹp. Mình mà nuôi cây thì còn lâu mới hoàn thiện, bên trên này nhanh quá, nhanh có bông có răm đẹp quá. Cái xì này tuyệt vời không? Đây này, cái cây xanh này rất là lạ này. Đấy, nhìn kiểu như là cây Indo cả nhà. Độ già của nó thì khủng khiếp luôn. Khủng khiếp luôn. Cái dáng của nó rất hay. Này, khi mà nó mịn đến nỗi mà từ cái mặt bệ lên đến cái đợi tận đầu, cái đầu răm của nó, nó gần như là cùng tuổi luôn. Mà cây xanh quê lá rất là đẹp này. Lá rất đẹp. Nó gần giống lá móng á. Đẹp lắm. Rất tự nhiên. Đố tìm thấy cây xanh nào dáng như này. Ít lắm. Có đấy, nhưng mà ít lắm. Gần như là nó trơn trơn thôi. Theo kiểu miền Nam thôi. Còn về cốt bệ như mà cốt bệ và cắt giật như này thì gần như không có đâu. Chỉ có mỗi cây này thôi. Còn cây xanh dáng này thì có, nhưng mà nó không được những cái chi tiết như này đâu. Dối. Cây đa đẹp. Cây đa là cũng làm bóng thấp xuống này. Bóng rộng rồi, rộng và thấp xuống rồi, thì làm cái cây nó cảm giác nó rất là lùn đi rất là nhiều, rất là hay. Mà phần như là cái tạo cái góc nhìn nó rất là sum suê làng quê. Một, cũng một là một cây đa hiếm đấy. Đây này, đây cũng là một cây đa hiếm đấy. Đảm bảo là một cây đa dáng đa, cốt vách đậm chất làng, hay đấy cả nhà. Cây đa rất là đẹp. Cái sơn liễu này nhìn cảm giác như là cây triển lãm bên Tàu, bên Trung Quốc cả nhà nhỉ. Đấy, riêng cái lá của nó là đã ăn điểm rồi. Cái lá khi mà nó đẹp đến nỗi mà khi mà nó già, nó sắp rụng rồi, nó cũng vẫn là đem lại những cái vẻ đẹp, thậm chí là đẹp nhất. Cái lục non của nó đẹp rồi thì không nói rồi, nhưng mà đến cái lúc nó chuẩn bị nó rụng đi, nó lìa cành, nó cũng vẫn là đẹp, đem lại cảm giác thật là mỹ mãn luôn. Nó hay ở chỗ đấy, nhiều những cái cây thì mình phải cắt bỏ lá đi,
hay là lá già cắt đi, nhưng mà những cây như này càng lá già thì lại đem lại cái vẻ đẹp còn hay hơn. Chính những lúc lá già là cái thời điểm đẹp nhất của cây. Đấy. Sơn liễu. Cần thăng à? Lá nhỏ tí thôi. Cần thăng cũng đẹp. Này, cây kim quýt này, xếp bóng này. Quý các cô chú anh chị nhìn thấy này. Bóng nó chạy phát nó xuống, thậm chí xuống tận sát mặt chậu luôn. Đấy, nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là thụ cây, sum xuê, thụ và lùn cây. Đấy, nhìn nó rất là hay. Nhìn đã thấy kiểu như là bonsai rồi cả nhà nhỉ. Đó. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, mặc dù cái cây nó cao tầm chắc phải cỡ 60 phân hơn đấy, nhưng mà đấy, bông xếp nó chạy xuống dưới gần sát mép chậu luôn. Rất hay nhá. Đó. Rất nhiều những cái ấn tượng Bắc Nam. Rất nhiều đã phong cách đa dạng ở trên này. Cây phi lao này. Cây phi lao này kỳ đá nhưng mà cây rất khỏe này. Rất khỏe. Mướt chưa? Chiếu thủy, cái tay chiếu thủy. Nói chung là đây là một cái phối cảnh sơn thủy. Đấy. Và cái tay chiếu thủy. Ấn tượng vì là cái màu xanh của nó. Một cái cây phi lao rất khỏe. Đấy này. Phần dưỡng chất nó lấy từ cái phần đất này lên này. Đẹp. Cây này nó khỏe nha anh nhỉ? Mướt rồi. Nhìn cái lến của nó lên đấy. Quá tuyệt. À. Đây, nó có cái phần phần này nhỉ. Chứ mà đá không thì cũng mệt đấy nhỉ. Đẹp quá. Cây nào cũng xanh mướt ra nhỉ. Đấy. Nhìn này thì nhưng mà nếu mà dọn đi những cái mầm thở này là cây là cơ bản là chỉ khoảng 90% là hoàn thiện rồi đấy. Bông quả phúc nó đầy tròn xoe này này. Đấy. Đầy đặn luôn. Công nhận trăm cây tốt thật. Đây. Đây cũng thế. Nhìn thì có vẻ tưởng phôi nhưng mà đều là cây hòm hòm đấy. Chẳng qua đang nuôi thêm những cái mầm thở để cho thân nó méo mó hơn thôi. Đấy, chứ còn cây đều cơ bản hết rồi. Đã có bông, có răm rồi này. Đấy. Thử có chú anh chị nhìn này. Đấy. Rất là kỳ công này. Những cái điểm rễ này cần nuôi này. Là phải làm thêm một cái ủ đất đây để cho nó xuống dễ được này. Đấy. Đấy. Cây này xong cũng kinh điển này. Cây này xong mới khiếp này. Cây này già thì chắc chắn là già rồi. Nhưng cái bóng rộng với lại cái dáng này mê quá. Quá hay. Lá đẹp chưa? Cây là khỏe, lá nó không những mà xanh mà nó xanh đen này. Nó dày lá. Khỏe thật. Trăm cây thì mỹ mãn luôn. Cây này rất đẹp nhá. Cây này chờ hoàn thiện các bác sẽ được xem, chắc nó cũng không lâu đâu. Ít bữa nữa thôi. Gần như đây. Những cái này đều là những cái điểm để nuôi cái thân nó méo ra thôi, chứ còn là cái khung của nó cơ bản hòm hòm rồi. Các bác nhìn này. Chứ không phải là phôi đang xây dựng nữa đâu. Mọi gần như là đang để hóa thêm những cái thân, cái cành đó thôi. Đấy. Đẹp quá. Tuyệt vời. Anh em, quý cô chú, anh chị em nhìn thấy. Nhìn đây có thể là có khi là cũng học được cách làm tay này. Ví dụ đây, làm tay làm bông. Cái tay này là một cái tay vẩy lên. Tôi đánh giá là một cái lối vẩy lên rất là đẹp.
lọc lượn này, bông này, và bông trên cùng này. Làm cái tay này hay quá nhỉ. Đấy, đang học cách làm bông này luôn. Làm tay làm bông đẹp. Tuyệt vời. Ui, cái xi này. Kinh đấy nhỉ. Dã man chưa. Nhiều đầu đây, dị đấy. Cũng dị đấy, nhưng mà hơi khó nhìn, hơi khó quay. Đẹp đấy. Đây. Chuẩn bị chất đòn hết luôn này. Toàn cây chất. Đều nuôi rất kiên trì. Mặc dù cây đều hòm hòm hết rồi nhưng mà vẫn để thêm những cái mầm thở. Cây rất khỏe. Cây nào cũng khỏe. Rất tốt luôn. Đấy. Chất lượng đấy. Mình mà nuôi được tốt như này chứ cây mình cũng hòm hòm rồi đấy. Cơ bản là mình, nhưng mình chật quá. Cái thứ hai là mình cũng lười. Đấy, nhìn này. Rất kiên trì này, những cái mầm thở nó như thế này lên này mà vẫn còn chưa được cắt đâu. Rất kiên trì này. Một cây tầm bưng bê được, gọi là mấy sức người vẫn dùng được thì ở đây cũng rất là nhanh cả nhà. Nhanh thật đấy. Đã lấy lên điểm ngọn rất hay rồi này. Đã vót lên điểm ngọn rất hay rồi này. Hàng khô. Con này đẹp quá nhỉ. Con này là của anh Hùng à anh? Bể biếc cũng kinh đấy nhỉ. Ác đấy. Kinh. Thấy. Con này cũng ok này. Con này phải mượn đá. Đấy. Kinh chưa này, nhìn này. Dã man này. Đây đôi tay này. Tay bông này. Làm được một cái tay đẹp khó lắm chứ. Quả này. Đẹp quá. Nhìn cây nào cũng khỏe, cũng mê. Tuyệt vời đấy.